Lại một lần nữa có xuống đường vào 2 giờ đêm. Anh đã từ bỏ mọi thứ ở phía trước, anh chỉ ở đây chờ em. Cậu muốn cho em hãy nói ra rằng em vẫn luôn ở đây mà. Nhiều lần lừa dối trái tim bản thân quên được em. Vấn đề này đã làm cho biết bao nhiêu con tim đau vì em. Vì anh đã không thể nói ra rằng anh hơn như là em mà. Chẳng còn cách nào để có thể ở cạnh em như ngày đầu tiên. Anh đã khiến em